Thu Hằng xin kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với tin nóng 24 giờ. Kính chúc quý vị ngày mới an lành. Ngay sau đây hãy cùng chúng tôi cập nhật những tin tức mới nhất diễn ra trong 24 giờ qua. Ô tô đỗ kín vỉa hè Hà Nội, hậu quả của việc ngó lơ hoặc không xử lý triệt đề. Quý vị thân mến, hình ảnh đăng trên báo Lao Động cho thấy thực trạng nhiều đoạn vỉa hè trên một số tuyến phố ở Hà Nội đang bị chiếm dụng làm nơi dừng đỗ ô tô, người bộ hành phải đi dưới lòng đường. Nhiều đoạn vỉa hè các phố Hai Bà Trưng, Lê Đức Thọ, Trần Thái Tông, Quang Trung ở Hà Nội luôn trong tình trạng bị chiếm dụng làm nơi dừng đỗ ô tô, khiến người dân gặp khó khi đi bộ qua đây. Người bộ hành hoặc phải chật vật để luồn lách qua, hoặc chấp nhận đi xuống dưới lòng đường, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây tai nạn khi bon chen bên cạnh các xe buýt, xe tải lớn. Hiện trạng này gọi là nghịch lý, bởi luật giao thông đường bộ Việt Nam quy định rõ, vỉa hè là dành cho người đi bộ, kết hợp là nơi bố trí hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị dọc tuyến. Các loại xe chỉ được leo lên vỉa hè trong trường hợp đi vào nhà. Đậu đỗ trên vỉa hè là vi phạm luật, nhẹ nhất là bị xử phạt hành chính. Là nghịch lý, trái với luật, nhưng lại ngang nhiên tồn tại không chỉ ở Hà Nội mà còn phổ biến ở nhiều đô thị cả nước. Thậm chí có địa phương lại ngó lơ để đỗ ô tô trên vỉa hè như thành phố Đồng Hới, Quảng Bình, thành phố Pleiku, Gia Lai, thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk. Tại thành phố Pleiku, ô tô không chỉ ngang nhiên leo lên vỉa hè mà còn dọc, ngang đỗ ngang tùy ý, thậm chí đậu ngược chiều vỉa hè. Ngược lại, tại thành phố Đà Nẵng, nếu ô tô leo lên vỉa hè dù chỉ là hai bánh thì lập tức ăn biên bản vi phạm hành chính với mức thấp nhất 900.000 đồng. Ngoài cảnh sát giao thông, thanh tra giao thông thì công an quận, phường, cảnh sát trật tự cơ động đều có thể lập biên bản vi phạm hoặc bị phạt nguội thông qua các camera giám sát đường phố. Chủ phương tiện nếu không tự giác nộp phạt thì bị treo nợ, đăng kiểm không được. Đó là lý do dân Đà Nẵng không dám đậu đỗ ô tô trên vỉa hè. Luật thì chỉ có một, phải áp dụng thống nhất toàn quốc. Nhưng rõ ràng, cách xử lý khác nhau ở mỗi địa phương hoặc cơ quan chức năng ngó lơ không xử lý triệt để việc vi phạm dẫn đến các đối tượng giữ xe lợi dụng, thu phí dừng đỗ hoặc để dân tùy tiện đậu đỗ trên vỉa hè như ở Pleiku, thành phố Đồng Hới. Việc áp dụng luật không nghiêm, mỗi nơi một kiểu xử lý nặng nhẹ khác nhau, không chỉ gây ra thực trạng nhếch nhác, vi phạm trật tự giao thông mà còn tạo nên sự mất công bằng của công dân trước pháp luật. Mỗi địa phương quy định khác nhau còn tạo ra thói quen xấu. Khi công dân ở đô thị này di chuyển đến địa phương khác thì sẽ bị xử lý vi phạm. Không ít trường hợp khách bị xử phạt thì xảy ra cự cãi, xung đột, bức xúc. Tất nhiên, thực tế sẽ có những trường hợp cá biệt, nhưng muốn vận dụng, ứng xử khác với luật, cho phép đậu đỗ ô tô trên vỉa hè ở một số điểm chẳng hạn thì cũng phải có chủ trương cụ thể của chính quyền địa phương, thông tin minh bạch, công khai, biển báo được cắm đặt hướng dẫn rõ ràng. Đô thị càng lớn, văn minh thì các quy định về quản lý nhà nước càng phải rõ ràng, phải áp dụng đúng pháp luật, xử lý nghiêm minh đối với các trường hợp vi phạm. Thương lái mua lúa dùng những chiêu gì để ép nông dân? Quý vị thân mến, theo khảo sát, thương lái dùng nhiều mánh khóe để luôn ở thế cửa trên trong mua bán lúa với nông dân. Đó là những chiêu nào? Ông Trần Minh Hải, Phó Hiệu trưởng Trường Chính sách Công và Phát triển Nông thôn thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, kiêm Phó Chủ tịch Hiệp hội Ngành hàng lúa gạo Việt Nam đã chia sẻ nghiên cứu về thương lái trong chuỗi ngành hàng lúa gạo. Ông Hải cho biết, thương lái là lực lượng có đầy đủ thông tin về thời điểm chính xác thu hoạch lúa, biết đội ngũ máy gặt đập liên hợp, ghe thu hoạch lúa và đặc biệt là lịch mở đóng cống thủy lợi để thuận lợi vận chuyển lúa. Nhìn chung họ có nguồn lực mạnh về ghe, máy gặt đập liên hợp và nguồn lực tài chính làm dịch vụ cho doanh nghiệp rất tốt. Chính vì vậy qua khảo sát có khoảng 60% doanh nghiệp thích mua lúa qua thương lái hơn là với hợp tác xã vì thương lái nhanh nhẹn, làm đúng ý của doanh nghiệp hơn. Nếu như chúng ta phối hợp tốt với thương lái thì chính họ là lực lượng giúp nhà nước quản lý hiệu quả hơn, mềm dẻo hơn trong chuỗi giá trị lúa gạo. Tuy nhiên ông Hải cũng nêu bên cạnh những thương lái tốt cũng có một số thương lái chưa tốt, dùng một số cách thức để ép nông dân. Những mánh khóe thương lái ép nông dân. Thứ nhất, thương lái đưa hợp đồng soạn sẵn, nông dân chỉ cần điền số căn cước công dân, địa chỉ, diện tích thu hoạch và đưa vào điều khoản đặt cọc, mà theo đó tới thời điểm thu hoạch, nếu nông dân không thực hiện theo hợp đồng thì bồi thường gấp 2, gấp 3 lần tiền cọc. Và khi tới thời điểm thu hoạch thì họ cố tình thương lượng giá thấp để nông dân hủy hợp đồng bán chỗ khác, thế là họ được bồi thường tiền cọc. Thứ hai, thương lái yêu cầu dùng máy gặt đập liên hợp do họ cung cấp nên giá cao. Nông dân thấy thuận lợi nhưng thực ra thì giá cao hơn, bên cạnh máy gặt đập thì sẽ chiết khấu cho thương lái nên dù bán được hay không cho thương lái thì họ cũng lời.
Thứ ba là thương lái thích mua lúa khô nên dù hợp đồng là vậy nhưng trên thực tế họ cố tình kéo dài ngày thu hoạch thêm 3 đến 5 ngày để lúa khô hơn và khi lúa khô thì tạp chất độ ẩm ít hơn. Từ đó thương lái giao cho doanh nghiệp sẽ ít bị trừ phần này hơn và do đó họ có lợi hơn. Đặc biệt ông Hải cho biết dù trên thực tế chưa có gì nhưng qua khảo sát đã có 6 thương lái móc nối doanh nghiệp bán tín chỉ carbon, biết chỗ bán tín chỉ carbon. Vì vậy ông Hải đề xuất cần một cái gì đó như chứng chỉ hành nghề hay giải pháp nào khác giúp phân biệt được thương lái tốt và thương lái chưa tốt. Khi có giấy này thì sẽ gom lại thương lái tốt và loại bỏ thương lái chưa tốt. Ông cũng kiến nghị cần xem thương lái như đối tác để đồng hành cùng nông dân và doanh nghiệp, nhưng lại quay lại câu chuyện làm sao để phân biệt được thương lái tốt và thương lái chưa tốt nêu trên. Ngoài ra, đề nghị các địa phương trong vùng đồng bằng sông Cửu Long đẩy mạnh sàn giao dịch bán lúa, kết nối người mua và người bán. Theo đó, từ khi bắt đầu xuống giống thì kê khai thông tin để người mua thấy thương lái nào có nhu cầu thì cung cấp hồ sơ để được kết nối. Việc này được làm như cách của Grab, Uber hiện nay. Ông Lê Thành Tùng, Phó Cục trưởng Cục Trồng Trọt thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho rằng đây là lần đầu tiên mổ xẻ vấn đề rất đau đầu về hệ thống thương lái trong chuỗi ngành hàng lúa gạo. Theo ông Tùng, cách nay 20 năm, Hiệp hội Lương thực Việt Nam đã có một cuộc khảo sát với 25.000 thương lái ở đồng bằng sông Cửu Long kết nối tiêu thụ 25 triệu tấn lúa mỗi năm, nhưng sau đó vấn đề này bỏ ngỏ cho tới bây giờ. Tôi nghĩ rằng hội thảo này là khởi đầu để có cách nhìn rõ hơn về vai trò của thương lái. Một 1.200 tuyến phố ở Hà Nội đối diện nguy cơ cháy là có người thiệt mạng. Thưa quý vị, một con số giật mình là hiện Hà Nội có hơn 1.200 tuyến phố không tiếp cận được bằng xe chữa cháy chuyên dụng. Trên diễn đàn Quốc hội, có nhiều đại biểu đã đề xuất xem xét cấm loại hình cho thuê trọ kết hợp kinh doanh sau vụ cháy căn nhà trọ 3 tầng kết hợp với kinh doanh trong ngách 43/98 phố Trung Kính, quận Cầu Giấy, Hà Nội, làm 14 người tử vong, 6 người bị thương. Đây là đề xuất có tính sự vụ, chưa hợp lý lắm. Bởi cho thuê nhà trọ kết hợp kinh doanh là một thực tế kinh doanh khá phổ biến ở Hà Nội, liên quan đến sinh kế của hàng ngàn hộ dân. Trong bối cảnh đất chật người đông, nhà ở xã hội chưa thể đáp ứng nên không thể nói cấm là cấm. Thêm nữa, nguyên nhân của mọi nguyên nhân nhiều vụ cháy gây chết người trong thời gian qua như ở Hà Nội không phải là do loại hình kinh doanh nào, mà đến từ một thực trạng như Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Công an Hà Nội vừa công bố thêm một thông tin gây giật mình. Hiện, thành phố Hà Nội có hơn 1.200 tuyến phố không tiếp cận được bằng xe chữa cháy chuyên dụng. Đặc biệt, đối với những ngõ ngách nhỏ, ngay cả xe chữa cháy mini từng được Hà Nội giới thiệu là nhỏ gọn cũng chưa có cách nào tiếp cận. Điều này có nghĩa là hàng trăm ngàn hộ dân sinh sống trong 1.200 tuyến phố này luôn đối diện với một nguy cơ thường trực, cháy là thiệt mạng. Giải pháp khả dĩ trước mắt đối với 1.200 tuyến phố này, theo các chuyên gia phòng cháy chữa cháy là rà soát thay đổi toàn bộ hạ tầng về an toàn phòng cháy chữa cháy. Dĩ nhiên, thay đổi hạ tầng là vấn đề không phải một sớm một chiều, đòi hỏi phải có tài chính nguồn lực rất lớn. Nhưng nếu có quyết tâm, cũng như lộ trình dài hơi, bài bản, khoa học, thì chúng ta vẫn có thể làm được. Còn nhớ, trước vụ cháy ở ngách Trung Kính 10 ngày, trong phiên họp thứ 33 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án luật phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã có một nhận xét đáng chú ý về dự luật. Theo ông Trần Thanh Mẫn, thì nội dung về phòng cháy nhà ở, đặc biệt là chung cư mini, nhà ở kết hợp với sản xuất kinh doanh được nhiều người dân quan tâm, nhưng dự luật quy định chưa có điểm mới, nét mới so với luật hiện hành. Chưa có điểm mới, nét mới không chỉ thể hiện ở thực trạng có đến 1.200 tuyến phố như ở Hà Nội không tiếp cận được bằng xe chữa cháy chuyên dụng, kể cả xe chữa cháy mini, mà còn thấy ở việc hạ tầng, cơ sở vật chất bắt buộc để phục vụ cho công tác phòng cháy chữa cháy chưa đồng bộ và theo kịp thực tiễn, dẫn đến tình trạng công trình cấp phép xây dựng cao 12 tầng nhưng phương tiện xe chữa cháy chỉ lên được 5 đến 7 tầng, nên khi hỏa hoạn xảy ra thì chỉ biết đứng nhìn. Không chỉ Hà Nội mà cả nước cần sớm có giải pháp cho thực trạng xe chữa cháy chuyên dụng không thể tiếp cận được các khu dân cư. Song song là các dự án luật như luật phòng cháy chữa cháy chuẩn bị trình Quốc hội phải được ban hành trên cơ sở rà soát, nghiên cứu kỹ lưỡng, khắc phục hạn chế, đổi mới phù hợp, khả thi. Đó mới là cơ sở để hạn chế cháy nổ, để không còn những cái chết thương tâm như liên tục hai vụ cháy gần nhất ở Hà Nội, chứ không phải là cấm kinh doanh loại hình này hay loại hình kia sau mỗi sự vụ. Những tin tức vừa rồi cũng đã khép lại bản tin của Tin Nóng 24 giờ. Cảm ơn quý vị đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.